Vâng, hôm nay Sở Minh Châu tiếp tục giao một bộ bàn ăn với chất liệu là gỗ xoan đào, 8 ghế về Hải Dương cho chị khách nhá, quý khách nhá. Thì bộ này thì rất là đặc biệt ở chỗ là chị thì yêu cầu rằng là bên xưởng sẽ phun cho chị là màu óc chó. Những năm gần đây thì màu óc chó bắt đầu dần dần trở nên thịnh hành bởi vì là màu nó rất là hiện đại, nhìn rất là sang đối với những cái phòng ở phòng bếp hoặc là phòng ăn của những nhà quý khách nào mà đang có cái gam màu là đen trắng thì kê cái bộ màu óc chó vào thì sẽ rất là hợp. Đấy, bộ này thì được làm với chất liệu là 100% là gỗ xoan đào nha quý khách nhá. Bộ này thì xưởng em bán với giá là 6 triệu nhá quý khách nhá. Quý khách nào mà đang có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên màn hình hoặc kết nối Zalo với bên em để được bên em tư vấn kỹ hơn cho quý khách ạ.